phường 5. Đi siêu thị Long Biên, hai bố con mình đi siêu thị Long Biên. Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thể TV. Vào ngày hôm nay hai bố con mình có mặt ở đây rồi, mình đi Long Biên nhé các bạn. Đây, các bạn nhìn đi này. Đấy, chào bạn nhé, hôm nay hai bố con mình sẽ đi vào siêu thị Long Biên để chơi đồ chơi. Cho con đi cả cháu đi chơi đồ chơi. Chào tất cả các bạn nhé, chúng mình đã đi thang máy lên tầng 2 này. Đấy, hai khách hâm mộ, hai fan hâm mộ của chúng mình đã đi lên đến gần hết thang máy rồi. Chào tất cả các bạn nha. Ở tầng 2 của khu siêu thị Long Biên các bạn nhé. Giờ ở tầng 2 đây, thang máy tầng 2. Bây giờ mình để lên tầng 3 để xem khu đồ chơi đâu để cho các cháu đi chơi. Nào, đi nào các bạn ơi. Hâm mộ đây để đi nào. Đấy. Mọi người hai đồng chia nhau. Mình có xem cho các cháu để đi gấp gấu các bạn nhé. Bây giờ tôi để tiếp nhá. Bây giờ cháu đang bỏ xem vào để gấp đây các bạn. Đấy, bắt đầu vào đấy. Rồi. Qua lại chuẩn và Tuấn Bắc này bắt đầu cầm máy các bạn đấy để cắt gấu, cắt cái gấu này. Đấy, bạn kia hút vào đít luôn. Đấy, nhìn ba bạn hút nhau hay chưa? Đi 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 đi
đây này. Đấy, bạn này đang sờ quá. Hai bạn này đang hút nhau, các bạn nhìn thấy đấy. Hút chắc đấy. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn đua rất là quách. Đây, hai bạn. Các bạn nhìn đua nhau này. Quá tít mít luôn đó. Các bạn thân hộ bộ đấy, bạn đây là chính tít rồi. Đấy, nhìn các bạn chưa, đua chưa? Đấy, đây đang hút của nhau đây các bạn này. Đấy. Đấy, hai bạn này này. Ui giời, đung đít rồi đó. Đấy. Đấy, còn bạn này sợ quá chứ, trốn một mình rồi đấy. Đấy. Hai bạn này đua nhau rất vui. Đấy, bạn này chưa sợ quá đây. Đấy, nhìn bạn này này, hai xe này là đụng nhau. Nhìn cái xe này hút nhau tới bên. Đấy, hai bạn này hút nhau tám bảng hết rồi. Đấy, hai bạn nhỏ đấy, đấy con mèo đứng lên. Đấy, đang đua nhau chính tí hết rồi đấy. Ui giời. Đấy, nhìn này, bạn này này. Đấy, hai xe này cứ lại đụng với nhau rồi. Đấy. Đấy, hai bạn nào này. Úi giời. Đấy. Đấy, nhìn này, các bạn đua nhau rất tít mít luôn. Đấy. Đấy, nhìn này. Đấy, hai xe, ba xe đã đung đít nhau rồi. Các bạn nhìn đây. Đấy. Đấy, bạn là bạn còn bạn đây này, trưởng đoàn này chạy rất là liền lắm. Đúng có đâm nhau này nhá. Đít nhá. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Hết giờ rồi các bạn. Bây giờ các bạn là hết giờ đua xe rồi. Bây giờ đi ra đi đua lái ô tô các bạn nhé. Các bạn ơi, đến giờ báo cáo cực kỳ luôn. Qua cháu ngồi đây đang chơi trò chơi bắn súng. Mình bây giờ xem đây rồi, mình bỏ xe qua cho thằng cháu nó chơi. Bây giờ mình chơi trò bắn súng với anh Huy nhé các bạn. Đây. Các bạn đang đi đua nhá. Mình bỏ xe. Nhìn các bạn bắn chưa? Bắn quá hay luôn. Đấy. Đấy, đây đoàn băng này, đây mình tít. Hai bạn này cùng cho vào một thằng bắn cực kỳ là giỏi các bạn. Đây là bóng này. Đây bắn băng này, bạn này. Đấy. Đây này là bạn Huy này. Đấy, hai bạn này nhìn hai bạn bắn là đấy, nhìn các bạn nhìn trên màn hình TV kìa. Các hai bạn này bắn giỏi lắm. Ok, hết tiền. Ok, hết tiền rồi các bạn. Để nộp thêm tí đi trò chơi khám các bạn nhé. Bây giờ đi cho cả cháu đi trò chơi trò chơi khám. Mình bắn rất là nhiều luôn nhé. Đấy. Ủa, cháu mình chơi mà. Ô, không.
chơi trò này. Mấy cháu vào đây chơi trò chơi đấm chẳng các bạn nhá. Đây, chèn đang tròn đây. Bác, ra đây ạ. Từ hai xu xử lý nhỉ? Một người hai cái đúng không nhỉ? Vâng, là cùng mới có một cái. Đây, tiếp cái này, ba cái nữa. Không phải nhét xu đâu bố. Đây các bạn, đấy cho các cháu đấy đóng đua xe nhau này. Rất là hiếu động luôn, rất là chơi kỳ, là khỏe luôn. Đây, cho con mấy bạn nó ở ngoài này.
cảm cô thu nhỉ. Nhìn này, hai pha năm mồ này làm máu lưỡi chưa. Cả cháu đâu?